nhìn vô đây cũng thấy không? Này rõ hơn cái nãy nữa, cái nãy chỉ có một quay thôi, còn cái này là hình như là đầy nhấp luôn rồi, hầu như là lan tỏa luôn. Rồi chúng ta nhìn hình như nó cũng giống cái phi bắn đúng không, ba dòng hình phi bắn, thì đây cũng một cái lan tỏa hình như là chưa tiêm thuốc, thì nói chung cái hình cảnh này cũng có thể là một cái thiếu máu, một cái viêm, nhưng mà đa phần nó sẽ thiếu máu thôi. Thì nãy giờ cũng coi như là giới thiệu tận cảnh hoạt động mạch máu, chúng ta thấy là về CT hầu như là giá trị rất là lớn cho bệnh lý bụng, bụng nói chung luôn là giá trị của CT rất là lớn, hầu như là bây giờ cái chỉ định CT giờ cũng không giống như xưa nữa, cần cái bụng nguyên mà chia lên cấp cứu thì nãy giờ chụp CT bụng như bụng nguyên đâu ra bụng chụp CT bụng hay như là bệnh gì của CT bụng, hầu như là chụp bác sĩ cho nó nặng là chụp bụng nguyên đi. Điều chừng là cũng gặp khoảng 150 cm đó. Còn bây giờ bác sĩ lâm sàng chỉ định mát ai đó đọc mát. Những cái bài là có ai có một cái hôm nay là buổi cuối. Đây không phải